Giới thiệu với quý vị, đây là một cái khu vườn có ao sen này, hồ sen này, quá là tốt luôn. Hồ sen ở đây có cái hồ đây nữa, hồ nuôi cá này. Đằng sau cái mảnh đất này là 3 hecta, đằng sau nó có nguyên 1 hect nữa, sau 1 hect này thích hợp làm kinh doanh du lịch này. Ai về đây hợp tác với chị làm du lịch, chị đang bảo là tìm người hợp tác. Xoài có quả chưa chị? Rồi. Cả khu. Vườn xoài đó là phải về phải chăm lại thì nó đang vẫn có trái đó, nó cũng có lai rai vài ba cây có trái. Đấy nó mới ra. Đấy đấy. Cái cây ngoài kia chứ. Đấy đấy đấy. Đấy. Nhưng sao mà với được, khéo lại ngã lăn đùng ra đó lại mệt đấy. Sao đâu, dưới đó đá không à. Nhưng mà nó gai nhiều nha, coi chừng nha. Mấy cái này nó mới có hạt như con bình thường chứ. Hạt này nó khô. Nó già rồi, cái đó nó. Về rang ăn. À, khu vườn này của chị ấy. Ai mà muốn về đầu tư, về hợp tác kinh doanh dịch vụ du lịch này. Chỗ này là ngay gần biển Lộc An này, ngay đây là ngay chỗ cổng chào Lộc An đi vào đấy, gần là Phước Hội, thị trấn Phước Hội, đây thuộc xã Lộc An. Cái này đâu phải, cái này là thuộc Phước Hội chị nhỉ? Cái này là thuộc xã Phước Hội ấy, giáp với Lộc An. Chị tắt cái chế độ bảo vệ đi, là nó đây, cả khu này. À, chỗ này là 3 hecta chị nhỉ? Thế là mình mới có đầu tư xây dựng chỗ đoạn này chỉ khoảng mấy ngàn mét thôi chứ nhỉ? Mấy ngàn mét chứ còn phải tới hơn 2 hecta. Không là coi bao nhiêu. Qua bên khúc này là cũng thấy cỡ mẫu. Gần mẫu. Nghe nói chung cái ao sen nó khoảng mẫu đấy. Đấy, từ đoạn này đến chỗ ao sen là khoảng 1 mẫu. Đấy là khu vườn này. Đây trồng mít này. Mít ăn trái, mít ngon lắm. Mít ăn trái. Này khoảng tháng nữa là chín đấy nhỉ? Vâng. Tháng nữa mới chín. À, được ăn mấy mùa rồi. Mít con cực luôn. Dạ. Quá ngon luôn. Mít ngon. Này thì sơ bộ giới thiệu với quý vị một khu vườn này thôi. Chứ chị bảo là ai mà muốn hợp tác để về kinh doanh dịch vụ du lịch ấy thì có thể liên hệ với chị ấy. Còn chị không có bán. 3 hecta quý vị nhá. 3 hecta. Có hồ sen này luôn, quá đẹp luôn. Đấy, ai có nhu cầu thì Zalo cho tôi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.